Yo, xin chào anh em đã quay trở lại về kênh à, bình luận viên riaki hôm nay lên video muộn một tí tại vì là uh, cái webcam của tôi nó bị uh, vấn đề sáng giờ tôi chỉnh sửa mãi không được Nên phải thay một cái webcam uh, cùi hơn đấy hôm qua thì ngày hôm qua điên vờ lờ anh em ạ vâng ngày hôm qua đúng điên luôn indo wow làm một quả gọi là vãi trưởng nhưng mà cái này nó đã nằm ở trong cái sự gọi là nó đã nằm trong cái sự dự đoán của tôi rồi tôi nói rồi cái ngày mà có bốn đội indo ấy cái cặp ac cái cặp cái cặp bc đấy và cặp ac cái ngày mà có bốn đội indo họ được tụ họp với nhau ấy nó là một cái câu chuyện cực kỳ đau đầu đấy thực sự luôn đấy, những cái ngày mà những cái đội indo mà càng về sau được các đội indo họ sẽ càng có những cái nó rất đau đầu đấy và cái vấn đề là khi mà chúng ta ít đội thái để kiềm tỏa các đội indo thì đúng là ngày hôm qua các đội indo họ muốn làm gì làm luôn bố luôn đấy thực sự ngày hôm qua các đội indo họ họ họ, họ, họ múa với nhau nói thật là khi mà tôi xem năm trận khi mà tôi xem bốn trận đầu tiên ngồi ở bên ngoài phòng bình luận nó là một sự bất lực nó là một sự bất lực các bạn ạ và, và chúng ta cùng nhau nhìn lại 6 trận ngày hôm qua thật ra sáu trận ngày hôm qua nó cùng một kịch bản thật sự nó cùng một kịch bản kịch bản là gì là các đội indo họ chia nhau ra để có những tình huống chăm sóc sức khỏe Đấy, chăm sóc sức khỏe của chúng ta và có những cái tình huống rất khó chịu Đấy, trận thi đấu hôm qua thì trận đầu tiên thì team Falcon sợ bị đụng độ với cả vị trí của Uh, Big Air Torenta. Trong khi đó thì uh, the Smile thì họ tấn công và thành viên tới được Huawei Sport Và tuần này thì có vẻ những người Thái Lan họ đã tìm ra cách làm sao mà có thể khắc phục được vào vị trí của Huawei Sport rồi Nên chúng ta thấy ngày hôm qua Huawei Sport không không được chơi quá nhiều Cả ngày hôm qua Huawei Sport họ kiếm lên thành 215 điểm Từ 170 ra họ kiếm khoảng 45 điểm tương đương với số điểm mà team Falcons sẽ kiếm được. Team Falcons ngày qua cũng chỉ kiếm được 45 hay 46 điểm thôi. Và team Falcons ngày qua cũng là một trong đối tượng bị nhắm đến tới từ người Indo, còn Huawei Sport thì bị các đội Indo và các đội Thái Lan nhắm tới. Thì chúng ta sẽ được thấy là là vấn đề là gì? Là các đội Indo kiểm soát bản đồ rất là ghê. Chúng ta, chúng ta tôi sẽ không nói về cái diễn biến của ván thi đấu nhưng chúng ta hãy cùng nhau nhìn về vị trí nhảy dù của các đội Indo. Thật ra các đội Indo họ nhảy dù theo một cái cách kiểm soát bản đồ rất là tốt Chúng ta nhìn thấy là Evos, uh, Big Atlanta và AQ họ nhảy Thì coi như là toàn bộ cánh trái ở bản đồ này Chỉ có đó là team Falcon thực sự là đối thủ Bởi bởi các team Indo mà thôi Còn cái nhóm còn lại đó là God of War, TDK, Todak cùng với cả WAG ấy, Thì họ dễ bị ép bởi, bởi, bởi vì là bởi vì là các cái cánh mà có cái đội indo ấy ngày hôm qua tôi, tôi 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 suy nghĩ mãi ở trong cái thời gian vừa qua là làm sao mà các team indo họ có thể kiểm soát được các cái ván thi đấu nó như vậy làm sao họ có thể kiểm soát được ván thi đấu như vậy thì tôi nhận ra một điều là bên indo ấy họ có một cái khả năng nhận thức như thế nào đó về các đội indo đang cùng chơi với mình nghĩa là khi mà khi mà trận đấu bắt đầu khi mà các trận đấu bắt đầu bước vào trong giai đoạn cuối, tức là bắt đầu bước vào trong giai đoạn đâu đó khoảng thứ tốt khoảng phút thứ 9 hoặc thứ 10 nếu như các đội indo có thể là họ ngồi cùng một cái sân khấu và bằng cách nào đó thì, thì các đội indo họ họ vẫn có thể nghe thấy cái sự cô đến từ các team ở xung quanh vẫn nghe tiếng các đội xung quanh cô thì họ biết có thể là các đội xung quanh họ vẫn đang còn sống đi, thì thì họ sẽ chủ động giảm cái nhịp độ chơi của mình để làm sao mà giữ cho tất cả team indo vào cho đến bo cuối thì khi tất cả team window họ đã vào trong bao cuối thì họ biết được cái vị trí đứng và cách phòng ngự như thế nào, cái dấu hiệu phòng ngự như thế nào để biết đấy là các team window và họ giảm cái tốc độ chơi xuống và từ đó thì họ có thể phối hợp với nhau. Đấy, họ phối hợp với nhau một cách bị động. Đây đây tôi không nói đến câu chuyện là họ chủ động phối hợp với nhau hay team up gì nhá, mà có thể họ họ có thể là phối hợp với nhau một cách bị động để mà có thể làm sao ạ? Để mà có thể tạo ra được một cái lợi thế ở về mặt giao tranh. Đấy, thì đây cũng là một cái mà thực sự là là tôi cảm thấy nó rất đỉnh. Đấy, tôi cảm thấy cái này nó nó đỉnh ở cái chỗ là là họ biết cách làm sao mà kiểm soát được cái lợi thế của mình. Đấy, thực sự như thế. Và các cái đội Indo họ tấn công, họ pressing trên toàn bản đồ và họ không họ không pressing vào nhau. Ở trong giai đoạn đầu tiên thì Onyx để chúng ta nhìn thấy nhá là big atronenta tấn công thẳng vị trí Falcons tại vì big atronenta hiện tại họ đang có được bình lượng điểm rất lớn rồi trong khi đó thì Onyx họ tấn công vào vị trí xpan đấy Xpand rất là giặt rẹo và họ tấn công vị trí Xpand rồi thì đây chúng ta nhìn thấy big, big, big atronenta họ truy cùng diệt tận các đội uh, truy cùng diệt tận người thái lan luôn và họ vẫn cứ kiểm soát cái nửa cánh trái ở phía trên thì có EVOS, phía dưới là rq tức là các đội indo họ đảm bảo cái quá trình chạy bò của mình nó là rất mượt mà rồi Đấy, sau đó chúng ta nhìn thấy rằng là uh, ở trong ván thi đấu đầu tiên nhé là các đội Indo họ di chuyển nó vô cùng hợp lý và cái cự li đội hình cái cự li đội hình giữa các đội Indo cự li giữa các đội Indo được giữ rất là tốt tôi nghĩ cái này thì các đội Indo họ đã có sự nghiên cứu lẫn nhau và các huấn luyện viên của họ đã có sự hiểu nhau rất là nhiều ví dụ như là AFM là huấn luyện viên Evos thì bây giờ anh ta về làm huấn luyện viên cho Onyx thì bản thân ý, ấy, IAFM à, ấy, thì anh ta cũng sẽ biết được rằng Evos sẽ di chuyển như thế nào và họ anh họ sẽ có những hướng điều chỉnh tức là các đội Indo trước hết nhá là họ phải hiểu nhau trước đã cái đô họ phải hiểu nhau trước đã nhưng một số bạn bảo là tại sao các đội Việt Nam chúng ta đụng nhau nó chết rất là nhiều Đấy, à, chúng ta đụng nhau, chúng ta chết rất nhiều Tại vì các đội các đội Việt Nam của chúng ta của Chúng ta chỉ quan tâm đến một mình Sự di chuyển của các đội Việt Nam mà thôi Còn đối với các đội Indo ấy Tôi nghĩ rằng là trong quá trình họ chạy bo Họ đã biết được rằng là những đội Indo khác Cũng đang chạy bo ở đâu Tức là họ không phải nghĩ như một team Mà họ nghĩ như bốn team Tức là có thể họ sẽ không biết đội Thái, không biết đội Malai Không biết đội uh, kia ở đâu Nhưng trong đầu họ đã biết được rằng Cái vị trí đứng ở đó nếu như xảy ra một giao tranh ở đó thì đó sẽ là một đội Indo và họ sẽ làm chậm cái nhịp tấn công này để đợi cho trận đấu nó trôi về cái giai đoạn quyết định và thực sự các đội Indo họ, họ kiểm soát các khu vực nó rất ít khi họ gặp nhau đây chúng ta nhìn thấy AQ kiểm soát ở khu vực phía dưới trong khi đó thì họ ép cho đó là vị trí của World và WG phải đụng với nhau hai các bạn đây các bạn tôi sẽ tôi, 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 đây tôi có một cái bản đồ có một cái bản đồ đây chúng ta không nói về tình huống giao tranh vi mô nữa ngày hôm qua WG làm rất tốt nhá mà ngày hôm qua WG có rất nhiều mạ gục khi mà có sự quay trở lại của ma cái cái sự quay trở lại của ma thì tí nữa chúng ta sẽ nói trong cái đoạn mà WG giành dành được buya đi nhưng mà đối với cái trường hợp của Indo ấy thì AQ họ biết được rằng là khi mà họ gây áp lực về phía bên tay phải thì cái các cái đội mà đang bị AQ gây áp lực ấy Họ sẽ phải chạy à, đa Họ sẽ bị áp lực ở bên tay trái Thì cái đội như God of War sẽ phải chạy ở bên tay phải Và God of War sẽ bị dồn vào trong một cái thế Là phải tấn công với một đội khác Tức là ở trong tình huống này Chúng ta nhìn thấy là AQ và EVOS Đứng rất gần nhau này Nhưng tại sao AQ và EVOS ở trong tình huống này Họ không có một mình công nghệ va Họ không va nhau sớm như là cách mà God of War va nhau với cả WAG Tại vì AQ họ biết rằng là Nếu như di chuyển ở bên cánh trái này thì chỉ còn lại các đội Indonesia thôi đó là BTA đó là Evos và đó là AQ Đấy, tức là những đội này họ cũng dần dần họ biết được rằng là bên cánh trái của mình là những đội nào và việc của mình là sẽ phải gây áp lực về bên cánh phải nơi mà họ đoán rằng 90% sẽ không có đấy là các đội Indonesia xuất hiện vì nếu như cái đội ở phía bên tay trái mà có bắn vào vị trí AQ nó sẽ chỉ có hai đội thôi nó sẽ chỉ có hai đội trên cái map này trong cái bản đồ này đó là vị trí của team Falcons nếu team Falcons thắng là vị trí của BTA Nhưng nếu như mà team AQ họ đoán rằng nếu như BTA vẫn còn đang ngồi ở đằng kia chơi họ, Tức là họ có thể không nhìn sang bên BTA nhưng họ biết là các game thủ BTA vẫn đang côn nhau Nghĩa là BTA không bị gây áp lực tới được vị trí của team Falcons Và họ sẽ đoán được rằng cái đội bên cánh trái họ đó là vị trí của EVOS Và các bạn nhìn xem họ không bắn nhau, không chơi khô máu nếu như đây là hai đội Việt Nam nhé Nếu như đây là hai đội Việt Nam bay vào chơi khô máu nhau luôn Tàn luôn, nếu như đây là Evos, nếu đây là God of War và và nếu đây là Gao Esports và wog đấy thì khả năng cao là hai đội Việt Nam bay vào vãi nhau luôn. Bên này họ bắn rất dè dặt tại vì họ đoán được rằng là khả năng cao đây là các đội Indonesia. Trong khi đó, trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy là Heavy God of War và wog của chúng ta chúng ta không nắm được cái sự di chuyển tới chính các team Việt Nam nên là khi mà chúng ta nhìn thấy các đội Việt Nam các đội Việt Nam tự bay vào bèm nhau luôn. Tất nhiên cái này thì cũng không bị cấm trong giải đấu. tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của cả khu vực của chúng ta. Đấy, tại sao? Tại sao các bạn nhìn thấy tại sao Onyx, tại sao? Đây này, nguyên cái cánh trái của bản đồ ở trong bán thi đấu đầu tiên. Nguyên cánh trái ở trong bản đồ trong game thi đấu đầu tiên. Đó, lúc này còn Onyx, còn Evos, còn Big Etron, còn AQ, còn bốn đội Eurasia. Mà tại sao họ không vã nhau? Trong khi đó cái nhóm còn lại đó là WAG, đó là con wolf đó là Twist, đó là Heavy. Thì thôi, God of War à, thì thôi Twitch thì họ là team đơn lẻ à, Một mình thì không nói Nhưng mà Heavy Han, Rồi God of War Rồi à, uh, Gao Esports Rồi WAG Vãi học càng đét Tại sao EVOS không tấn công vị trí của Tại sao Onyx không mở pha tấn công Vào WAG Tất cả các đội này Bắt đầu đây Đây là khoảng phút thứ Đây là khoảng phút thứ 10 Phút thứ 11 Đấy khoảng phút thứ 10 và phút thứ 11 Thì tại sao các đội Indo lúc này họ lại tỏa ra họ săn và tại sao họ lại biết được rằng cái khu vực pick này, khu vực cổng trời này không phải là một team Indo. Bởi vì sao? Họ biết được rằng là các team Indo không nhảy ở cánh này của bản đồ. À, không nhảy ở cánh này cùng lắm nếu họ đâm ở đây có gọi là giết nhầm thì sẽ chỉ giết nhầm Onyx mà thôi. Trong khi đó thì Onyx họ cũng giữ khoảng cách để mà cho các team Indo của lại họ tấn công vào phía bên tay phải. Và tất nhiên rồi. Khi mà họ được đứng ngoài bắn thoải mái trong khi cả God of cả Heavy đều bị kẹt ở đây Thì rõ ràng chúng ta chịu thiệt hại khá nhiều chúng ta Chịu thiệt hại khá nhiều Và EVOS thì họ cũng chỉ dấn vào thôi Và EVOS thì họ, đây chúng ta nhìn thấy Onyx thì tấn công vị trí WG Nhưng WG có một tình huống phản kháng cũng là tương đối tốt Đấy, Trong khi đó AQ thì vào clear vị trí God of Và khi mà team EVOS họ vào Thì lúc này EVOS mới có pha giao tranh với AQ Mặc dù hai đội này chạy bo cùng với nhau từ đâu đó khoảng phút thứ 7, phút thứ 8 nhưng đến tận phút thứ 14 hai đội này mới giao tranh với nhau lần đầu tiên. À, căng thẳng chưa? Rất căng. Và và chúng ta nhìn thấy là cái cách mà người Indo họ lấy được mình gia liên tục nó là như vậy. Nó là như vậy. Và khi mà trong vòng bo lúc này thì có team Falcons là đội có lẽ là có thực lực nhất <laughs> thì họ bị tấn công mãnh liệt tới vị trí Big Air Torrenta vì trong suốt trong giai đoạn đầu game là họ bị họ bị Big Air Torrenta pressing thì phải nói rằng là cái 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 khả năng macro bản đồ đến từ bên indonesia tầm này nó quá là khủng khiếp nó quá là khủng khiếp ngày hôm qua thì phải nói là WG họ chạy bo hay bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về WG WG thay vị trí của Kirlin bằng The Ghost và khi có The Ghost thì WG họ biết chọn thời điểm đi vào trong giao tranh như thế nào cho hợp lý à, tôi cảm giác là khi mà không có The Ghost ấy, cái thời điểm đưa ra quyết định giao tranh và thời điểm đi bo đến từ vị trí của WG nó sẽ gặp một số vấn đề thứ nhất hoặc là họ trần trừ trong việc đi bo và đi bo quá chậm khiến họ không có vị trí đứng đẹp cái thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là cái thời điểm đi vào bo và cái thợ và chọn một cái vị trí nào đó trong bo. Đến từ WG nó là rất hay. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là WG trong một tình huống này thậm chí là có một tình huống côn để cho những thành viên WG đứng lên trên cái bảng quảng cáo và để cho Allen có thể bắn và lấy thêm cho mình những mạ gộp thì cái này có những sự chỉ đạo đấy từ vị trí của Ma. À, nhưng tôi nghĩ là cái này sẽ cần có thêm my check để chúng ta biết tại vì từ tháng ngày hôm qua thì WG không lên hình quá nhiều. Đấy, trừ trận cuối chúng ta có là Bình Buya. Nhưng mà cái ván thi đấu này nó có một cái chí mạng này Evos và Onyx là hai đội mà tuần thi đấu đầu tiên họ bắn Onyx thì <laughs> tuần đầu tiên bắn được Nhưng Evos là một trong hai đội Indo tuần đầu tiên thi đấu rất thất vọng Nhưng tự nhiên họ có được bình cái Buya Đấy, một cái Buya mà thực ra không xuất sắc lắm Phần lớn thời gian của Evos là họ được những thành viên tới đa kêu bảo kê nguyên một bên cánh phải Và sau đó thì Evos lấy cho mình đối Buya Thì tự nhiên cái Buya này của Evos nó giúp cho họ búp tinh thần và họ quay trở lại trong cái cuộc đua Đấy quay trở lại của đô top 12 mà quay trở lại rất mạnh mẽ ngày hôm qua Evo họ kiếm nó gần trăm điểm 80 70 80 điểm gì đấy. Tôi nhớ là họ kết thúc ngày thi đấu với khoảng 170 mấy điểm. Mà ngày đầu tiên đầu tiên họ chỉ được có 90 điểm, chưa đến 90 điểm. 81 82 điểm gì đấy. Nói chung là ừ, ch chín mấy điểm tôi không nhớ lắm, à, chín mấy ừ, co, nhưng mà cũng thấp. À, EVOS đứng khá thấp Evos cùng với cả vị trí của Indostar Ngày hôm qua thì chưa có Indostar Nhưng mà tôi nghĩ là cái bài của Indostar Cái bài của cái Indo này có thể dễ Có thể làm lại được Thì đấy là game thi đấu thứ nhất Và chúng ta nhìn thấy là game thi đấu thứ nhất thì ok à, Có vẻ như là chưa có cái gì nó khủng khiếp lắm Đến ván thi đấu thứ hai Chúng ta lại bắt đầu quan tâm đến cái điểm nhảy dù ở đầu game Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến Có lẽ những tình huống xử lý vi mô thì Có lẽ các bạn xem các bình luận viên Bình luận chúng ta nắm được rồi Chúng ta có Onyx Evos, Big Etronenta và AQ họ lại cố gắng kiểm soát một nửa bên phải của bản đồ Các bạn nhìn xem, toàn bộ nửa bên phải này có Heavy thì Heavy hiện tại đang tương đối yếu ớt Trong khi đó Big Etron họ nhảy vào lò rèn Đấy, Onyx khi không có p spot họ nhảy vào khu trượt tuyết Evos họ kiểm soát khu vực khu biệt thự Và AQ kiểm soát đảo dưới Nghĩa là các đội Indo luôn kiểm soát một nửa cái bản đồ nơi mà chắc chắn họ sẽ có thể cô lập được đối phương. Big Etron nó đã dằn mặt được Team Falcons ngay trong game tiền đầu tiên và khiến cho Team Falcons hơi bị mất tự tin một chút. Đấy, trong khi đó thì nửa còn lại sẽ là Malaysia và Việt Nam tranh nhau. Đấy, và vấn đề là các đội của họ kiểm soát rất tốt khu vực này. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái nửa mà Việt Nam, Malaysia tranh nhau với các đội thì chúng ta bắn nhau căng đét. Chúng ta giao tranh bắn nhau căng đét. Nhưng nửa kia thì các đội Indonesia họ bắn nhau tương đối rẻ rặt đấy bắn nhau tương đối rẻ rặt chúng ta nhìn thấy là trong trận 2 wag còn có một tình huống giao tranh đầu game không được tốt dành với vị trí của Expand, đấy và chúng ta bị thiệt hại khá nhiều trong khi đó nửa còn lại thì những thành viên tới từ indo họ kiểm soát là rất tuyệt vời Bây giờ tour qua một chút về những tình huống giao tranh thì các đội indo không giao tranh với nhau quá nhiều từ trong trận sớm nói chung là các đội indo thì ông cầu gắng bắt lẻ thì, à, thôi và cái điều quan trọng là làm sao để cho đến gần bo cuối họ gần như là cấu rỉa hết với những đội indo không có khả năng lấy cho mình buya tức là những đội indo mà họ cảm giác họ sẽ họ đi bo chậm họ không cảm giác buya họ sẽ mở luôn một cuộc tấn công rất mạnh vào các đối thủ để khiến cho đối thủ bị mất người trong khoảng phút thứ sau phút thứ 10 đổ đi sau khi mà máy bán hàng cá nhân không còn có thể hồi sinh được nữa thì họ sẽ sử dụng cái điều đó để cấu rỉa bớt người và khiến cho khiến cho đây ví dụ như tình huống này Onyx họ cũng có với mình một tình huống giao tranh cùng với cả God of War thì vừa với Gao eSports và chúng ta thấy rằng là vòng bo nằm trong tay của của AQ mà không có ai tấn công AQ trong suốt khoảng thời gian trước đấy cả. À, và God eSports thì họ có mọc cánh thì họ không thể nào mà thắng được trong một tình huống giao tranh. Mà thứ nhất thì không có bo, thứ hai là bị quấy. Đấy là cái đấy là cái trận đấu của AQ và AQ có với mình nó là cái buya cũng thực sự thuyết phục. Câu chuyện rất đơn giản Macro bản đồ là gì Các đội họ giữ với nhau một cự ly Cực kỳ tuyệt vời Đấy họ giữ nhau cự ly cực kỳ tuyệt vời Bây giờ lại đến map 3 Không phải tự nhiên mà Họ có thể có được bình 4 Buya Kể cả như ngày hôm qua trên bình luận tôi cũng đã nói nhá Kể cả một đội thái hùng mạnh như là Team Falcons Nhưng nếu như mà các đội trên bản đồ không chơi Theo cái nhịp của Team Falcons Team Falcons họ vẫn có thể bị chật nhịp và họ sẽ nhận được một điểm rất là thấp Đấy, trong cả ngày thi đấu, Bu Buriam United Esports tại sao mùa trước họ có bình 5 cái gia trong cùng một ngày vì các đội Thái Lan khác cũng đánh đông dẹp bắc, đánh gọi là tiêu diệt những đội khác ở trên bản đồ và tạo tiền đề cho Buru, họ có thể hốt nốt vì Buru mùa trước họ giao tranh mạnh nhất ở bên Thái khi mà họ còn Funa. Thì đó đó là cái đó là cái câu chuyện mà đó là cái câu chuyện mà chúng ta hiểu được rằng là tại sao họ lại mạnh đến như vậy đây ở trong trận thi đấu thứ ba thì chúng ta ngắt được đi bớt một cái nguồn tấn công tới từ vị trí của indo đó là big Antronanta. thì uh, chúng ta có một pha chúng ta nhìn lại một cái điểm nhảy dù ở trong cái ván thi đấu này chúng ta sẽ lại thấy rằng các đội indo có sự liên kết với nhau rất tốt aq sẽ nhảy ở khu vực cảng trong khi đó Onyx nhảy khu vực ba nhà khi không có Gamer scrubble big Antronanta họ sẽ nhảy ở đó là khu vực uh, cửa sông và evos họ sẽ nhảy khu vực rừng đỏ nghĩa là họ muốn kiểm soát nửa dưới của bản đồ nếu mà chúng ta chia bản đồ theo đường chéo từ caruso cho tới fusion thì nghĩa là ở khu vực này bốn team Indo họ chỉ cần giữ khoảng cách với nhau thì những team khác như là God of War như WAG như là team Falcons có thể sẽ rơi vào tầm bắn tới từ thành viên của các đội Eurasia các đội Indo không nhảy bốn đội bốn góc như các đội Việt Nam nhé họ sẽ bằng mọi cách để họ giữ được cái cánh đó đấy là lý do tại sao mà trong map thi đấu đảo quân sự thì Big Air Torrenta họ không bỏ đi cái khu vực đài quan sát vì nếu họ bỏ đài quan sát cho team Falcons và họ nhảy vào đâu đó phía bên tay phải thì họ sẽ trở thành một cái thế yếu ở trong cái map đó thì đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là phải nói là người Indo họ đang có cho mình một cái chiến lược một cái chiến thuật nó quá tuyệt vời đồng bộ giữa các team mình không biết là ông Indo style như nào đâu nhưng Indo cũng là một trong team họ phối hợp rất tốt với cả vị trí của Evos Divide cùng với cả vị trí của 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 aQ đấy họ đội đã, đã có đã có kinh nghiệm chơi theo cái kiểu như này rồi và chúng ta thấy là sau khi hùa Sports giao tranh xong thì ngay lập tức có Evos đẩy tới và hồi sport của chúng ta thì vẫn đỡ được đây là một ván đi đấu mà chúng ta nhìn thấy là các đội indo họ cũng cố gắng tấn công mạnh mẽ ở trong giai đoạn đầu tiên nhưng mà tiếc là chúng ta cũng đã phải nắm xuống heavy thì qua thật là thời điểm hiện tại thì heavy họ đang tất là các đội việt nam của chúng ta tuy chúng ta có bốn đội ấy, nhưng mà nó rất lạc lõng các bạn nhìn vào cái vị trí nhảy của đội việt nam nên tại sao việt nam chúng ta hay rượt nhau là như vậy việt nam chúng ta thì đi theo cái tư duy là thơ rồi mình à, bắn được à, mạng nào thì nó chắc mạng đó à, không còn quan tâm đấy là đội nào nhưng indo đã bắn là họ phải kiểm soát cái khu vực đó và nếu như một đội indo thua họ sẽ tạo tiền đề cho một đội indo khác có thể chiến thắng ở trong cái pha giao tranh sau đó với cái đội đấy thì nó cũng là một cái tư duy mà theo tôi đánh giá là nó cũng khá là khủng khiếp chưa kể là kỹ năng của họ cũng tốt nữa đấy nói chung nói chung là bàn về chuyện kỹ năng hay bàn về góc bắn thì có lẽ nó sẽ là một cái ngày thi đấu mà nó cân bằng hơn còn trong một ngày thi đấu mà người indo họ kiểm soát hoàn toàn như thế này thì đây phải là kiểm soát về mặt chiến lược chiến thuật chứ không phải là kiểm soát đơn thuần là về bạn bắn tay to hơn tất nhiên là tay to thì họ bắn cũng tay to đấy, tay to thì tay họ rất to nhưng tay họ to ở cái mức độ là họ kiểm soát được cái vị trí trên bản đồ Hôm qua chúng ta thấy là kể cả ví dụ như twist hay là Team Falcon nghe Twitch Falcon score đó mình một số điểm thấp kỷ lục. Thấp nhất trong từ trước đến nay mà họ tham gia ở trong giải đấu Free Fire World Series này. Đấy là họ có 45 điểm thôi. twist thì họ bắn tốt hơn, twist thì có một trận mà họ suýt được cho mình Booya. Đấy thì họ bắn tốt hơn. Nhưng mà về cơ bản thì không có không gian để chơi. Lúc đầu chúng ta cứ nghĩ là cái ngày thi đấu mà có 4 đội Thái Lan ấy nó sẽ khó hơn, nhưng mà thực tế chúng ta nhìn thấy là hua thi đấu ở cái ngày cặp thi đấu BC này có khó rất nhiều. Hùa họ sẽ bắn tốt Trong những cái đội Mà chơi kiểu cương skill Tay to Đấy Tức là ví dụ như Có đội Thái nào muốn tay to Bắn solo Với cả vị trí hùa Hùa có thể ăn được Nhưng hùa sẽ rất khó bắn Khi mà bị rơi vào cái thế Bị kiểm soát Bị kèm cặp Bị cambo Như thế này Và người Indo họ có Lý do để làm điều đấy Trong khi đó ấy, Thì twist, uh, twist Smile <laughs> Của bên Thái Lan ấy Họ ấy là một cái đội mà họ này là một cái đội mà cá nhân tôi thấy là họ chơi nó có nhiều cái yếu tố mang tính cảm hứng nhiều hơn tức là bản thân tuyết họ cũng không quan tâm lắm các đội thái lan ví dụ như trong tuần thi đầu tiên họ chơi cả team fan mà Đấy, họ thấy là team fan thì có vẻ mạnh mạnh mình chơi luôn team fan cần thái thì họ dựa vào tay to nhiều hơn tức là họ cũng có chiến lược nhưng cái chiến lược của thái nó là chiến lược đơn lẻ của của các team tức là các team họ cùng bắn hay và họ chỉ ít nhất là bo bo một thì họ không tập trung các đội thái lan để họ clear nhau thì sau đó thì họ clear được bớt ví dụ như có bốn đội thái lan thì sau đó clear bốn đội đi còn tám đội thái lan chiếm 50% thì thái lan có cơ hội giành được buya rất cao thì đấy là đấy là cái tư duy của người thái Nhưng tư duy của người indo là làm sao giữ cho tất cả các team indo phải sống lên cuối cùng sau đó thì họ mới phân định xem là đội nào đội thắng đội nào đội thua thì chúng ta nhìn thấy là ở trong game thi đấu thứ ba thì cái đội họ chơi tương đối chậm rãi đấy và cũng không có chúng ta chỉ thấy là chủ yếu là là AQ của họ không di chuyển quá nhiều Đấy, AQ ra không di quá nhiều Trận này thì thật sự là là Indo thì họ ít kiểm soát hơn Tại vì đây là một map mà thật ra người Indo bắn không phải quá hay Nhưng mà khi mà God of War giao tranh với team Falcons Thì AQ họ có bình quả chất thời cơ Nhưng mà trước đó nhá, chúng ta để ý là Ở cái giai đoạn trước đó một chút đi Ở trong giai đoạn trước đó thì Chúng ta đã có một tình huống mà EVOS đã vào quấy vào những thành viên tới từ vị trí của Twist và khiến cho Twist cảm thấy khá là mệt mỏi. Sau đó thì EVOS họ lại không tấn công vào vị trí của những thành viên của aQ Mà EVOS họ lại hướng cái góc nhìn bắn sang vị trí của Team Falcon. Cho dù sau đó họ phải nằm xuống. Onyx cũng không bắn AQ là nhiều. Mà Onyx tấn công ở vị trí của God of War. Sau đó thì AQ họ hạ Onyx thôi. Vì họ đã biết được rằng là cả Onyx và EVOS đã ép God of War uh, Esports ghép. Uh, đã ép Gavi Sport và Tim cần vào với nhau và lúc đó thì Tim Farnkun và cao họ giao tranh với nhau trước và AQ đơn giản là họ xin phép được hốt trong cái bo cuối chúng ta nhìn bo cuối có ba đội này nhưng thật ra trong bo cuối trước đó là còn cả Onyx và Evos à, Evos thì ép Tim Farnkun một chút Onyx thì ép vào vị trí của Gavi Sport một chút và cứ như vậy thôi cứ như vậy thôi và họ có bình đó là Buya tiếp theo rồi đến trận đấu thứ tư thực sự là <laughs> xem đến trận thứ tư rồi tôi bắt đầu khá tuyệt vọng rồi à, tôi là khá vọng mà tôi đã tôi đã cảm giác rằng là các đội Indo họ sẽ lấy cho mình thêm Buya chúng ta lại có một uh, sự kiểm soát nhưng vào này thì các đội Indo họ kiểm soát nó ít hơn và này Indo thì họ sẽ nhảy theo bởi vì đây là một map nhỏ nên tại và cái điểm nhảy dù cũng không quá thuận lợi cho người Indo có thể được kiểm soát nữa thì họ quyết định là sẽ đánh thẳng mặt ví dụ như trong trường hợp này thì World Sport giao tranh với Evos rồi chúng ta bẻ gãy được vị trí của Evos ở trong giai đoạn đầu tiên tất nhiên là cái kế hoạch của các team Indo nó vẫn sẽ có lỗ hổng tức không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả nhưng lúc này thì họ đã có được bình tới ba hai buya rồi và cái tác động về mặt tinh thần tới từ AQ này là rất lớn đây là một ván đấu mà Thực tế thì các đội họ vẫn chơi như bình thường à, Chỉ có một điều tiếc một chút là vì chúng ta chống đỡ tương đối yếu trước pha tấn công tới vị trí của Onyx Sau đó thì chúng ta cũng lại có những tình huống mà các đội Việt Nam nó vào, giao, vào giao tranh va với nhau Bởi vì là các đội Việt Nam chúng ta không nắm được cái hướng di chuyển của các đội Việt Nam khác Đấy, cái này thì nói chung là khó thực sự tôi cũng không biết là người Ấn Độ tập luyện với nhau như thế nào hoặc giải đô nó đã diễn ra như thế nào và làm sao họ có thể làm điều đấy thì cái này cái này là một cái rất là khó vì nó đến từ ban huấn luyện nó đến từ ban huấn luyện của nó đến từ ban huấn luyện của các đội trận này lại là một trận ở Big Delta lại bắn hay tức là không phải Team Indo này thì Team Indo khác sẽ là những đội bắn hay thì uh, nói chung là các đội Indo đã tập luyện với nhau như thế nào thì tôi cũng chịu à, tôi cũng chịu rồi đây đây là một tình huống cũng uh, trận này thì wg hơi đen đấy khi mà cái điểm đứng của họ lại quá là mệt mỏi aq thì có một tình huống mà họ giao tranh cùng với cả vị trí của cao Esports trong trong đó WG thì có một điểm đứng khá là đẹp ở trên này Chỗ này thì thật ra WG trở đèo không phải chạy bo nhiều Bo nó thu gần về vị trí di chuyển WG Và đây là một trong chỗ mà WG thi đấu khá thuận tay Tuy nhiên thì sau đó chúng ta bị tấn công tới vị trí twist Twist họ đẩy xuống và khiến WG không có cái vị trí để chơi Có lẽ là về súng đạn thì là ổn Nhưng mà vì, về vị trí bắn thì nó lại không được tốt cho lắm Và khi mà cả God of cả Cao Sport, cả Twist Cả vị trí WG bị dồn ở đây Thì Onyx ở phía dưới họ ném liệu lên đây cũng lại câu chuyện là tại sao onic cậu không ném Mấy ông uh, uh, RQ Cái này tôi cũng không biết được Và tôi đoán nhá, nó giống như cái câu chuyện Trong game tỷ đấu đầu tiên ấy Các đội Indo họ biết được vị trí của nhau như thế nào Và họ biết được rằng nếu như Trong bo cuối mà đang có bắn nhau Đấy thì sẽ không phải là các đội Indo Đấy, và họ sẽ qua hốt ảo à, chưa? Họ sẽ qua hốt nếu như đây không phải là đội Indo Thì cái này, cái này nó giải thích rất nhiều điều Cái này thực sự nó giải thích rất nhiều điều Tôi nghĩ rằng các đội Indo họ đã có một cái sự nhạy cảm với nhau như thế nào đấy để mà họ nắm được rằng có một cái quy tắc giữa đội Indo. Đến bo cuối nếu chúng ta là Indo thì chúng ta sẽ bắn một cách rất chậm rãi thôi, chúng ta không chơi truy cùng diệt tận đối thủ. Không truy cùng diệt tận đối thủ. Còn nếu như mà trong bo cuối, trong cái bo cuối mà bắt đầu thấy có một số team bắn nhau lao và bắn nhau loạn loạn thì khả năng đó là hai team nước ngoài hai team việt nam hoặc là uh, thái lan hoặc là malaysia thì lúc đó các đội indo sẽ cùng hướng nằm súng về đó để bắn đấy thì đấy là một cái tôi nghĩ là ở trong cái tình huống trước ấy thật ra là aq hoàn toàn nếu như là một đội khác aq hoàn toàn thể mở ra một cuộc tấn công ngay vào sau lưng onic cái thời điểm mà onic đang muốn đánh vào vị trí của cả twist cả wg và god of War nhưng tại sao tại sao lại không có chuyện đó xảy ra ha à, tại sao lại không có chuyện đó xảy ra mà aq phải đợi cho đến khi onic clear hết tất cả các đội ở trên cái vách tường đó thì Onyx mới bắt đầu xuất hiện và mới bắt đầu bắn rất nhiều về hướng đó. Tôi nghĩ rằng là họ biết rằng đó là Onyx đang xử lý một đội nào khác, đang xử lý các đội khác và những cái đội giao tranh đó không phải là đội Indo. Vì nguyên tắc của người Indo là nếu đến bo cuối họ sẽ bắn rất dè dặt và cái này nó thể hiện ở trong game thi đấu thứ năm. Trong game thi đấu thứ năm nó thực sự là một kèo ma quỷ. Đấy, tôi 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 phải nói với các bạn là nó là một kèo ma quỷ. Đấy, và nó thực sự nó xem rất 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 cay đấy, xem rất cay các đội Malai và các đội Việt Nam chúng ta bị một cái điều giống nhau là chúng ta chẳng quan tâm đến là đối thủ của mình là ai đấy Việt Nam ta cũng bắn Malai ta cũng bắn mà Thái Đô ta cũng bắn nhưng cái điều này ấy, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là lúc nào bạn trong một cái trạng thái truy cùng diệt tận lúc nào bạn ở trong một cái trạng thái bạn muốn hủy diệt đối thủ và đôi khi bạn sẽ hủy diệt luôn cả một đội và lẽ ra đội đó sẽ có thể giúp mình trong giai đoạn về sau rất là nhiều đấy, và rõ ràng là trong ván thi đấu, ván thi đấu này thì WOG cũng lại bắt đầu có triển khai rất là hay, đúng là khi mà có The Cost thì tôi nghĩ là những tình huống đưa ra quyết định giao tranh đến từ WOG nó chuẩn xác hơn rất là nhiều. Mọi người cứ nói gì nói, ở trong nói chung quay trở lại câu chuyện cái chung kết mùa trước. Quay trở lại chung kết mùa trước ấy, nhiều người tại vì cái đợt đó thì tôi có cái vụ bên WOG hơi buồn cười tí. Đấy, cái vụ uh, lick lick tin nhắn đó, đấy thì là tôi không tôi đã hủy cái video mà phân tích về WG nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ WOG WG họ có được mình một cái định hướng chơi tốt và cái lối chơi WG nó không phải là đến mức quá tệ. Còn cái chuyện mà nằm ở vị trí top 12 ở trong một trận chung kết đó, là chuyện bình thường, có thắng có thua. Nhưng ta quay trở lại với cả những cái tình huống thì khi mà có tờ có sẽ những cái tình huống đưa ra giao tranh có giao tranh hay không tới WG nó chính xác hơn rất là nhiều. Thực sự ở tuần này nó thể hiện điều đó Tất nhiên là ngày hôm qua thì không thể phủ nhận X-Ball bắn quá hay X-Ball này về kỹ năng tôi không phải bàn rồi đấy x thì tôi đã có nhiều lần khen trong giải tay to buổi tối Chỉ có một đặc điểm X-Ball là Thường X-Ball hay bị đứng giữa đường bắn Thì nếu như mà họ anh ta cố gắng cương skill, cương kỹ năng Với cả các thành viên đến các đội đến Thái Lan Trong những ngày của bốn Thái Lan thì sẽ là khó WG Nhưng trong những tình huống mà có góc để bắn Bởi vì là Uh, the cost anh ta biết được rằng mình sẽ cần phải di chuyển như thế nào để có thể tạo cho khoảng trống cho Xbox được bắn ngày hôm qua X-Ball được sản sát hơn rất nhiều. Chứ trong cái tuần thi đấu đầu tiên chúng ta thấy là khi mà thi đấu cạnh Tyrion Cyrus và Allen ấy Xbox ta không anh ta cứ bị loay hoay ở trong cái tình huống là chọn vị trí để bắn mà xạ thủ thì phải có vị trí để bắn. Đấy quay trở lại với cả cái câu chuyện này là tại sao WG bắn chết God of War ở trong tình huống này bắn chết cao esport trong tình huống này tại vì wg họ chỉ nghĩ đây là một đối thủ và đối với cá nhân mỗi đội việt nam chúng ta chỉ cần bắn chết đối thủ là được quan tâm đến mình thôi đấy mình quan tâm đến mình thôi và mình cũng không cần quan tâm đến đội nào các đội của Việt Nam và Thái Lan ấy chúng ta xây dựng một cái chiến thuật xoay quanh cái sự di chuyển của team mình nhiều hơn. Trong khi đó thì các đội Indonesia họ xây dựng một cái chiến thuật xoay quanh việc là có nhiều đội Indonesia chơi trong cùng một giải thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng là một cái sự khác biệt thật ra người thái đối với các đội thái thì cái chiến lược của thái họ cũng phong phú hơn chiến lược của thái họ phong phú hơn tức là chiến lược của thái thì họ cũng biết được rằng là họ sẽ di chuyển uh, song song với các đội thái khác như thế nào tức là nó phải có một cái cảm quan nhất định chứ còn thật ra đi bắn giải này nó không phải theo kiểu là gặp đội nào đợi đấy bắn đâu tại sao evos ở đây họ không công luôn vào vị trí ở big Air sau khi big delta đã bắn tương đối nhiều đạn vào vị trí của wog rồi đây cũng sẽ là một điều mà chúng ta hiểu rằng là EVOS họ biết được cái đội mà di chuyển từ trạm thông tin ra là Big Air Đơn giản đấy thôi, bảo là cái đội này đứng ở đây khả năng đi từ trạm thông tin ra. Họ biết đây là Big Air và họ sẽ không đưa ra quyết định giao tranh luôn. Tại vì là giao tranh với chúng nó sớm làm gì? Bởi vì trong cái khả năng nhận định tới từ vị trí EVOS Divide, họ biết rằng trên đường di chuyển Big Air sẽ còn giúp cho Indonesia clear đi một số đối thủ khác và nếu như vào trong cả hai đội này có vào trong bo cuối thì Evos có phải nằm xuống dưới mạ của Big Echonenta hay không thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ uh, tức là nó nó tức là nó sẽ mang lại cái lợi thế thế nên là chúng ta thấy là sau đó thì Big Evos họ trần trừ khá lâu họ mới vào công vào vị trí của Big Echonenta nhưng nhưng đấy, Big Echonenta sau một tỷ huống giao tranh họ vẫn có thể hồi sinh được còn nếu như trong cái thời điểm mà Big Air Delta nhé đang giao tranh cùng với WAG mà Evos ập vào thì có thể họ sẽ clear luôn Big Air Tron nhưng Evos họ vẫn mở cho Big Air Tron một con đường để có thể thoát được ở trong tình huống này Đấy, thì phải nói rằng là chả có team nào bị cuối cùng nhá sau cảm pha giao tranh dài có mỗi con bộ ở Việt Nam bị quét sạch 100% phần trăm còn Big Air Tron vẫn có đủ thời gian để hồi sinh lại và sau khi hồi sinh lại họ cũng làm được khá nhiều trò Họ họ làm được khá nhiều trò chứ không phải là không đâu các đội Indo thì họ đều có xu hướng đi ở bo sớm đặc biệt đợt này là Onyx Onyx họ cải thiện thêm về cái vị trí chơi của mình rất là ghê đấy Onyx đấy sau đó thì cho chúng ta hơi đen khi mà đụng phải với Heavy thì họ nằm lại vị trí top 11 đây thì chúng ta có AQ cùng với cả Onyx mỗi người lại giữ cho mình một hướng ở trên cái cái bản đồ này và sau đó thì thì cũng đi vào đây đoạn này thì phải nói là AQ họ hơi hên đấy trong cái tình huống mà hùa giao tranh cùng với khả và họ thì thích quái nào bình thường ông heavy bắn hay, bắn phát lại trúng luôn chết luôn ông nhan bin đấy bắn chết luôn ông nhan bin đấy tình huống rất đen đấy, rất đen khi mà heavy uh, họ lại uh, quét sạch vô tình quét sạch vị trí hồ hùa đấy hơi đen ở trong trận này vì trận này tôi bình luận tôi nhớ là như vậy đấy rất đen và không sợ nóng đen đen hơn đội bắn than quay trở lại với cái uh, câu chuyện về các team họ kiểm soát ở trong một cái căn nhà như thế này các bạn nhìn đây có 6 độ Đấy, làm sao mà Unix và AQ và iOS họ lại không tự bắn nhau Đấy, cũng có những tình huống bắn nhau Đấy, có bắn một tí Sau đó tất cả đều đều phòng ngự Unix về ở trong một phòng AQ về trong một phòng Có thành viên ở ở đấy luôn Và họ vẫn tìm cách để có thể phòng ngự được Ở trong cái giai đoạn này Không này ai cũng nghĩ là Twitter Smile họ sẽ có Bình đó là cái Booyah Tại vì cái điểm đứng ở Twitch nó quá đẹp À cái điểm đứng của Twist nó 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 nó, nó gọi là tuyệt vời ở mặt trời, nó gọi là quá phê đội bắn dê. Không có điểm nào để có thể chê được. Thì tại sao? Tại sao Đấy, họ lại có thể không bắn nhau được trong tình huống này? Rồi tôi có đùa với cả tôi có đùa với cả Quang Bẹp này tí nữa nhá, ba đội này nó đẩy ra nó ăn vào vị trí Twist Smile. Đấy, uh nó 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 sẽ đẩy ra nó ăn ở vị trí tweet smile à, nhiều người có lẽ không tin đâu điên rồ thật sự tôi tôi chỉ nghĩ ở trong câu chuyện này là họ biết đây là các đội indo lúc này thì họ đã biết đây là các đội indo rồi và lúc này thì có một vài pha bắn nhau nhưng không có pha bắn nhau nào chí mạng cả mà thì quái nào những cái ông mà phải chết ấy là ông tô đắc trong khi ông đụt z bị bắn gục z vẫn đứng lên được ảo à, thật ấy a bay bị bắn gục tức là họ có bắn nhau nhưng sau đó thì họ nhận ra rằng là tôi nghĩ là cái lúc này này khán giả ở phía dưới họ gieo rất nhiều đến Indo. và video họ vẫn đang có thể là một vài thành viên indo họ có thể nghe ngóng được ở những cái bàn thi đấu xung quanh tôi không biết là mức độ gần với nhau họ có nhìn thấy nhau không nhưng họ biết được đây là ba đội indo và ngay lập tức tất cả đội indo tràn ra để bắt vào vị trí của của Twist bình thường nha nếu đây là ba ông việt nam ấy khả năng là ba đội Việt Nam hoặc là ba đội Malai ấy. bắn nhau mình chết luôn hoặc đây là ba đội Thái ấy. bắn nhau mình chết trong nhà này luôn làm hết ra thứ các thứ trong nhà này và Twitch sẽ là đội có bình đó là Buya đấy là đấy là thông thường nó sẽ là như thế nhưng sau đó một tình huống ảo ma như thế nào các đội này họ tràn hết ra phía bên ngoài và cái điều này làm cho Twitch bị bất ngờ đây là một thứ làm cho Twitch bất ngờ Onix họ kéo bốn người ra và đâm thẳng ở vị trí Twitch Bình thường twist bảo là Ôi, thì chỉ cần đứng ở đây thôi là mình ăn được cái buya nhẹ rồi. Lúc mày còn có 13 người trong khi bạn là một team Thái các bạn có bốn người. Các bạn nghĩ là các bạn không ăn được buya. Không. Onyx đẩy qua AQ còn hai người, Onyx còn, còn 4 lao ra và Evos còn 3. Và lúc này thì twist họ biết đây là cái chết dành cho họ rồi. Và AQ cũng có mình cái buya tiếp theo. Rất dã man. AQ lúc này họ chỉ còn lại hai người là Razor và Man nữa. Vẫn lấy cho mình đó là cái bùa Thì thật sự là điên nói chung là về cơ bản như mùa trước tôi đã có phân bố à, tôi đã có phân tích về cái mức độ macro tới từ người Indonesia rồi bắt đầu họ sẽ 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 kiểm soát đâu đó khoảng một nửa cái vị trí nhảy dù trên bản đồ và kiểm soát các đối thủ tiềm năng sau đó thì các đội Indo ở trong giữa trận Họ sẽ bắn một cái tương đối rè rạt Và họ sẽ thám hiểm xem đó phải là đội Indo hay không Trong bo cuối nếu như họ cảm giác Còn nhiều đội Indo còn sống Họ sẽ chơi bằng cách giảm nhịp độ trận đấu xuống Và đưa trận đấu vào trong bo cuối Ở lúc đó thì mỗi đội Indo họ bắn thêm một chút thôi Là họ đã có thể hạ gục các đối thủ rồi Và đây thực sự là một cái thành tựu Nó quá khủng khiếp à, cái 4 cái Booyah. Tất nhiên là mùa trước họ cũng có cho mình nhiều Booyah Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là kêu có thể kiểm soát mạnh đến như vậy nhưng mà rõ ràng là mùa này khi mà man người ta đã bắn vào form rồi thì thật sự là khó mà có thể làm được gì khác khó mà có thể gọi là thay đổi hay là làm được cái gì cho ta nhìn thấy các đội việt nam người ta vã nhau chết hết heavy bắn hùa làm hùa chết wg bắn god of War, god of War chết chỉ như vậy thôi là số lượng đội việt nam người ta đã giảm đi một nửa rồi và cho ta nằm ở những cái top rất là cao Đấy, cái tình huống này là cái tình huống duy nhất ở trong trận thi đấu này mà Evos có ý định chơi khô máu với cả Bigetron Nhưng tôi cảm giác là Evos họ đoán đây không phải là Bigetron mà đoán đây là Heavy. Sau đó thì họ bắn neo xong nhưng Bigetron nên Delta vẫn có đủ khoảng không gian để họ có thể thoát ra khỏi cái khu vực này. Thì nói chung đây cũng là một thứ mà khiến cho tôi cảm thấy nó quá khó thở sau năm vàng thi đấu đầu tiên. Điên thật sự. Quấy đi. Quá điên các bạn ạ Đến trận đấu cuối cùng thì mọi thứ nó lại bắt đầu xảy ra cũng khá là sợ Đấy, trận đấu cuối cùng thì Big Electron như thường lệ là họ lại bắn rất tốt ở trên đảo quân sự Đấy, và sau đó thì God of War thì chúng ta cũng có pha giao tranh với Twist tiếp các kiểu Đấy, nó chưa ra bắn nhau Trận này phải nói lời khen dành cho WG Đây là một tình huống rất nhạy cảm Đây là tình huống rất nhạy cảm khi mà WG đụng độ với cái Heavy trên quá trình chạy bo Heavy và WG vẫn đụng nhau ở trong cái giải Scream cũng như là đụng nhau ở cái khu vực này trong tuần thi đấu đầu tiên. Và vấn đề là Evos ở đây rất gần. Thế đây là một tình huống mà tôi nghĩ là The Ghost đã có đối bình pha côn chuẩn. The Ghost đã có đối bình pha côn chuẩn và The Ghost biết được rằng là WG và Heavy phải chạy bo như thế nào để có thể né đi được, 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 được nhau. Đây là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là có Heavy chịu thiệt hại khá nhiều. Còn WG mất đi đó mình bị trí Cyrus nhưng sau đó chúng ta có một tình huống rút nó hợp lý và chúng ta né được cái pha drama căng này trận này thì uh, có một điểm nữa là ở trận cuối này thì các đội indo họ lại bắn fail khá nhiều khi mà twist bắn rất hay twist trận này họ clear các đội uh, của của bên indo khá là căng Đấy, trong vòng bo thì chỉ có đó là big etron đó là evos và đó là aq thôi còn trận này thì thì ông Onyx uh, ông mới bị đấm khá sớm trong đó thì khi mà vào trong bo nữa thì Evos và Onyx họ lại có một pha giao tranh khá gần nhau trong cái Big Electron thì bị chúng ta cản lại bị hùa giao tranh cản lại thì chỉ có đó là AQ thì họ có mình khá là nhiều cái mức độ thông thoáng để được chơi thì các cái tình huống mà WG họ rút ở trong mấy pha giao tranh Baby ấy thì có một tình huống côn tốt tới vị trí của Ma để đưa họ quay trở lại khu vực thung lũng thì với cái việc côn tốt như vậy đi một nước bo tốt như vậy thì chúng ta không gặp những đối thủ quá cứng quá sừng sỏ, và chúng ta bắt đầu ép được vào vị trí tới từ Evos. Trận này thì phải nói WG bắn 2, Cyrus và Cos cùng với vị trí Xbo này đều bắn rất là ok, Alan bắn rất là ok. Một trận đấu mà chúng ta có pha xử lý chính xác với độ tuyệt đối và chúng ta clear được cái cánh nơi mà còn đó là vị trí Evos. Đấy, thì sau đó chúng ta có sự tinh tế quay trở lại hạ nốt vị trí của Big Electron đi À, và chúng ta có một pha đối đầu cùng với aq ở trong bo cuối đây là một trận đấu mà các đội họ đã bắt đầu mệt rồi thực sự là như vậy và wg làm rất tốt đây cũng là một pha thi đấu hay này chúng ta nhìn thấy trong pha thi đấu này ấy, thì uh, wg muốn chủ động bắt vào vị trí ở góc đến dành cho thành viên và aq và trận đấy x có một pha anh ta xử lý rất là hay đấy rất là hay Xbox thì vẫn giữ cái vị trí đứng của mình Trong khi đó thì những thành viên WG đẩy về phía bên tay phải để tìm góc bắn Nhưng chúng ta đã bị AQ đánh lừa một chút Vì cái cổng thủy chuyển AQ đặt ở phía dưới đồi Tuy nhiên thì đây là tình huống mà Xbox không bị bắt lẻ cái điều quan trọng trong tình huống này là Xbo không bị bắt lẻ và đây là một trong yếu tố rất quan trọng mà dù là anh ta bị tấn công tới cả bốn thành viên tới AQ tuy nhiên thì Xbo cái điều quan trọng là Xbo không bắt lẻ và có tình huống bắn rất chính xác tới thành viên WG một tình huống mà AQ họ định có một cú mở góc để cho bốn crusher bốn crusher họ cùng công vào một vị trí đến từ Việt Nam đấy nhưng mà WG cũng đổi góc cũng hay không kẹp đây là một tình huống mà WG xử lý rất tuyệt vời và chúng ta nhìn thấy rằng là Xbo anh ta khả năng chơi của ta là rất hay và chúng ta uh, thấy là Xbox cùng với Allen có được bình mạng gồm vị trí Abay Razo Đấy, tay Việt Nam rất to và chúng ta có được bình đó là Buya mà thi đấu này thì đây thực sự là một tình huống chơi hay Đấy, và tôi nghĩ rằng là, là cái người đưa ra quyết định giao tranh tới từ WG là The Cost tuần này uh, ngay thi đấu hôm qua làm rất tốt và XBO ngày hôm qua cũng có một ngày thi đấu ở mức độ thượng thừa Tuy là chúng ta cũng chưa đạt được con số 100 điểm trong một ngày Nhưng mà số điểm của WG hôm qua là 86 điểm hay 84 điểm gì đấy Tôi nghĩ là rất là tuyệt vời rồi thì hy vọng WG họ sẽ cố gắng cải thiện hơn ở trong những ngày thi đấu tiếp theo chúng ta sớm là giữ vững được vị trí này. Thì ngày hôm qua sau ngày thi đấu hôm qua thì hiện tại cục diện bảng xếp hạng nó khá là đau đầu. AQ đã vươn lên hàng đầu và rõ ràng là với lượng điểm này thì AQ họ cũng đang trả ngại một cái gì cả các đội thái thôi chúng ta không cần nói vì sớm muộn thì họ cũng sẽ bắn tốt Hua e Sport chúng ta có một ngày thi đấu hơi chậm với khoảng 45 điểm và trong ngày thi đấu tiếp theo của Hua thì họ sẽ cần phải kiếm khoảng 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 6 và 70 80 điểm để đạt được cái KPI đi tiếp vào trong vòng bảng. Thế coi như là cái lợi thế của họ xong tuần thi đấu đầu tiên thì ngày thi đấu hôm qua nó đã bị reset tương đối. WG có nó mình 206 điểm sau 18 trận tương đương với những gì họ đã kiếm được ở trong trong mùa giải trước. Đấy, chúng ta sẽ cần phải chờ Bru chắc chắn ngày hôm nay sẽ tăng thêm điểm Trong đó là BTR thì họ chỉ kém vị trí của WG một chút thôi à, Code và BTR mùa này đang cạnh tranh nhau rất tốt Chúng ta có hai đối tượng đáng báo động thứ nhất là Heavy, Heavy đang có một số lượng điểm là khá thấp tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn đứng trên các thành viên tới từ Tô Đắc và Expand Đấy, Xpen và Todak mùa này thọt thật sự và có khả năng là ba đội Malaysia có thể sẽ bay màu sớm vào vòng bảng luôn, chúng ta sẽ không bị ngáng đường. Thì cái điều này nó sẽ mở ra một cơ hội cho chúng ta có thêm một đội Việt Nam nữa ở trong khoảng top 3, à, top 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 12. Đấy, Heavy thì bây giờ đang đứng khá chấp chới nhưng sau ngày thi đấu hôm nay thì Heavy có thể sẽ bị tụt là tương đối nhiều. Đấy, nhưng đấy là trong trường hợp mà cả Vamos, cả PE, Indostar cùng thi đấu tốt nhưng cái khả năng mà cả ba đội này cùng thi đấu tốt trong ngày thi đấu hôm nay thì là rất khó xảy ra nên Heavy ngày hôm nay họ vẫn sẽ giữ đâu đó khoảng top 13 14 vẫn là trong nhóm cạnh tranh. Onyx và Evos ngày hôm qua kiếm được một lố điểm và họ kéo được cái thành tích của mình lên rất cao. Lúc này thì Onyx và Evos đã có 180 183 điểm. Tuần này là tuần mà AQ được ăn. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng nếu đến những tuần sau những cái đội được ưu tiên là Evos hay Onyx thì họ sẽ còn tăng tiến điểm lên là rất nhiều hay là vị trí của big delta thì đây là cái chiến lược chung tức là ngày hôm qua có đội Indo tăng điểm rất là nhiều à, Indo đặc biệt là vị trí Onyx à, đặc biệt là vị trí Evos Evos hôm qua có một cú nhảy điểm tuyệt vời luôn Đấy, và họ lên một cái vị trí rất an toàn trên bảng xếp hạng Đấy, ít nhất là họ sẽ đứng họ còn đang gác vị trí heavy lên tới 40 điểm và và chúng ta bắt đầu nhìn thấy bốn cái cái đội Indo là AQ, Big Evos, Onyx họ có thể dìu dắt nhau tốt đến như thế nào. Nếu bây giờ họ làm thế nào đó để kéo nốt Indo Star vào trong cuộc chơi thì cái khả năng có 5 đội Indo ở trong trận chung kết nó là rất cao. À, ok thì đó là một số những cái phân tích của tôi về ngày thi đấu hôm qua. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là chúng ta cũng thấy được uh, eSports Free Fire nó nhiều điểm thú vị như thế nào đến từ cái lối chơi người đô và cũng uh, hy vọng là các đội Việt Nam ngày hôm nay cũng sẽ thi đấu tốt lên. Đấy, cảm ơn. Ok. Uh, bây giờ thì uh, xin chào và gặp lại các bạn trong những cái video phân tích tiếp theo nha. Bye bye.